Hôm nay thứ mấy vậy anh ba? Thứ bảy mà. Thứ bảy hả? Trời ơi, thứ bảy vô. Trời ơi, ta lại say nữa rồi. Trời ơi, hôm nay là lô đất này gần quốc lộ 62 nha anh chị, mà chưa đến 120 củ một công nha anh chị. Trên lô đất của mình được 400 mét thổ luôn nha. Và tổng diện tích cái lô đất này là 21 công nha anh chị. Như anh chị thấy trên màn hình á, thì đối diện lô đất của mình là con đường nhựa lớn nha, đường nhựa 8 tấn nha. Thì anh chị nào mình đi xe lớn á, thì có thể mình làm cái cầu từ đường nhựa lớn qua tới lô đất nha. Còn hiện trạng lô đất thì mình đi xe 7 chỗ vô tới đất nha anh chị. Mặt tiền trước đất là mặt tiền đường đá xanh nha. Và lô đất này hiện tại là người ta đang làm lúa nha anh chị. Mình có thể làm vườn hoặc là ao nuôi cá được nha, hay là trang trại được nha anh chị. Đất thuộc Kiến Bình, Tân Thạnh, Long An nha anh chị.